Chào Thanh Ngọc, chào quý vị khán giả. Hôm nay thì chị muốn giới thiệu đến quý vị khán giả là món chả giò khoai môn. Thứ nhất là chúng ta có một củ khoai môn, thịt nạc đã được bằm nhuyễn, tôm bóc vỏ, nấm hương hoặc là nấm mông cô và bún tàu, trứng gà, hành băm, tỏi băm. Chả giò là món ăn quen thuộc với nhiều người và cách làm cũng rất đơn giản. Tuy nhiên, mỗi một vùng miền thì có tên gọi khác nhau. Nếu như ở miền Nam được gọi là chả giò, thì người miền Bắc lại gọi là nem rán. Dù tên gọi giữa vùng miền có sự khác biệt, nhưng cách thức chế biến và nguyên liệu lại như nhau, gồm thịt heo, nấm mèo, miến dông, cà rối, trứng gà. Chả giò khoai môn là món ăn lạ, độc đáo, được biến tấu rất hài hòa, tạo nên món ăn ngon không chỉ bởi ấn tượng về hương vị mà còn trong cả màu sắc. Bây giờ thì đầu tiên là chúng ta cần phải bào khoai môn này ra, thì sẽ nhờ Thanh Ngọc là bào khoai môn giúp cho chị. Dạ. Lượng khoai môn nhiêu đó chắc được rồi á Thanh Ngọc ạ. Nấm hương thì sao chị? Nấm hương thì chúng ta sẽ cắt nhỏ ra, chúng ta sẽ cắt thêm một ít hành lá vào và chị sẽ cho thêm vào cái hỗn hợp nhân này ít tỏi và một ít hành xay. Rồi Thanh Ngọc cho cái chỗ nấm vào đây luôn ha. Dạ rồi. Bây giờ là chúng ta bắt đầu nêm nếm, nhờ Thanh Ngọc tách giùm nấm đỏ trứng gà cho vào cái tô này. Dạ. Gia vị sử dụng cho cái chả giò này sẽ là đầu tiên là muối, bột ngọt. Về đường thì chúng ta chỉ nêm một ít đường để tránh cho chả giò bị cháy ha. Và cuối cùng là thêm một ít tiêu để cho cái món ăn này nó được thơm. Thanh Ngọc giúp chị bóp cái nhân này lên ha. Dạ. Thấy cái nhân không thôi là thấy màu sắc nhiều quá chị ha. Thông thường khi mà làm các cái món chả giò đó là cái nhân của chả giò nó phải được khô ráo, tránh làm ẩm bánh tráng. Do vậy là người ta sẽ cho thêm một ít cái bún tàu vào để hút cái ẩm. Rồi nhân này sau khi ướp thì chúng ta sẽ để khoảng độ chừng 20 phút. Hồi nãy Thanh Ngọc tách cái phần lòng đỏ trứng vào trong cái hỗn hợp nhân này. Chúng ta giữ lại cái lòng trắng trứng là để sẽ dán cái mép cuốn chả vào cho nó dính được sát. Mình sẽ cho cái phần nhân này lên nằm ngang ở trên cái miếng bánh tráng. Sau đó chúng ta gập hai cái cạnh vào ha. Và chúng ta sẽ cuốn chặt tay cho cái cuốn chả nó được tròn đều. Ta sẽ dùng một ít cái lòng trắng trứng dán vào cái mép này cho cái cuốn chả nó được dính sát vào. Bây giờ chúng ta sẽ chiên chả giò. Khi mà dầu đã nóng rồi đó Thanh Ngọc thì mình cho cái lửa nó vừa thôi, không nóng quá ha, để cho cái nhân ở trong á là có thể kịp chín. Mình sẽ gắp cái chả giò này ra cái giấy thấm dầu. Chị ơi, em thấy là hình như có cuốn này nó chưa có được vàng lắm á chị ơi. Đối với các cái món chiên á, khi mà chúng ta mới lấy ra thì bao giờ cái màu nhìn nó cũng có vẻ là tưởng chừng như hơi làm tí, khi nó nguội đi nó sẽ sậm màu lại. Và cái nhân ở trong thì nhìn như vậy chứ chắc chắn là phải chín rồi. Và mình sẽ bày những cái bông cà rốt lên, những cái cuốn nó dài bằng nhau. Thơm lắm chị. Khi mà chị đã chiên á là em đã thấy thơm lắm rồi, em đã thèm lắm rồi. Ở ngoài á thì cái lớp cuộn á chị, bánh tráng cuộn nó rất là giòn và cái phần nhân ở trong á vừa chín tới, nó không bị khô quá mà nó rất là vừa ăn, nó không có bị mặn quá mà cũng không có bị lạt quá. Còn bây giờ thì chị Ngọc Thanh sẽ gợi ý một vài cái thực đơn của buổi sáng và bữa tối cho quý vị nha. Buổi trưa nay thì chúng ta đã ăn là chả giò khoai môn, sau đó thì chúng ta sẽ ăn một cái món lẩu nấm. Dạ. Và chiều nay chúng ta sẽ ăn là thịt kho trứng với lại dưa giá và canh đậu hũ hẹ.